Thẩm mỹ viện Cindy Sydney Beauty chuyên về các dịch vụ làm đẹp bằng các dòng máy hiện đại nhất, đời mới nhất, phục hồi sự trẻ hóa của da chỉ sau một lần trị liệu. Ngoài ra, Cindy Sydney Beauty cũng chuyên nhận tư vấn và cung cấp tất cả các dòng máy làm đẹp cho các beauty salon với giá cực kỳ hợp lý, chuyên cung cấp sỉ lẻ các dòng mỹ phẩm tốt nhất. Salon cũng thường xuyên mở các lớp dạy học beauty và các lớp chuyên biệt nâng cao. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Cindy qua số 0481 944 506. Kumon Kapramatta Education Center chuyên dạy kèm toán và anh văn cho học sinh các cấp từ mẫu giáo đến trung học. Với hơn 60 năm kinh nghiệm và đã có mặt tại 55 quốc gia trên thế giới, riêng tại Úc, Kumon đã và đang có hơn 50.000 học sinh đang theo học. Kumon tin tưởng sẽ giúp học sinh đạt hiệu quả cao nhất cho môn toán và tiếng Anh. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên lạc Ly Dương qua số 0419 293 633 hoặc đến thẳng trung tâm tại 125 Kapramatta Road East, Kapramatta, New South Wales 2166. Một lần nữa rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe đời sống của Vietfay TV. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi cũng rất hân hạnh được làm việc trở lại với bác sĩ Phạm Phúc Nhân từ Victoria. Kính chào bác sĩ Nhân. Kính chào Kim Hoàng và tất cả quý vị theo dõi đài Vietfay TV. Và kính thưa bác sĩ Nhân và kính thưa quý vị khán giả, vào ngày 3 tháng 11 vừa qua, một bé gái 13 tuổi tại Melbourne đã đột ngột tử vong trong khi đang ngủ. Trường hợp tử vong này sau đó thì đã được quan tâm rất nhiều bởi lý do là người mẹ của đứa bé đang muốn biết nguyên nhân vì sao mà đứa con gái đáng yêu của mình đã ra đi trong giấc ngủ như thế này. Và thông tin trên báo chí cho chúng tôi biết có lẽ là nguyên nhân là bởi vì cô bé này kể từ khi 5 tuổi đã bị bệnh động kinh và đây có thể là đã dẫn đến cái trường hợp tử vong rất là đột ngột hay người Việt còn gọi là tử vong bất đắc kỳ tử. Và cũng chính vì vậy mà Kim Hoàng đã mời bác sĩ Phạm Phúc Nhân đến để mà giải thích thêm cho chúng ta về những trường hợp bị bệnh động kinh và cái nguy cơ cao như thế nào dẫn đến những cái trường hợp tử vong như câu chuyện mà Kim Hoàng vừa mới nêu. Và thưa bác sĩ, chắc chắn là bác sĩ cũng theo dõi về cái câu chuyện này phải không thưa bác sĩ? Dạ, cảm ơn Kim Hoàng. Thì mình cũng không có thời giờ để nghiêng để theo dõi cái này, mà được tin của Kim Hoàng nói á thì cũng mới coi lại. Thì nói chung là bé mà bị động kinh á thì nói chung là động kinh thì nó cũng rất là phổ biến đối với người trẻ. Có thể nó 50% á, 50% dưới 10 tuổi. Còn là 75% tới 20 tuổi. Rồi sau đó cái số tuổi là từ 20 tuổi, 60 lại là ít đi. Nhưng mà từ 60 trở lên lại tăng lên một chút xíu. Nhưng mà cái vấn đề mà động kinh thường thường mà tử vong á, thì nó hiếm lắm đó, Kim Hoàng. Dạ, yeah. Trong trường hợp này có phải là bởi vì nó có liên quan đến cái chứng động kinh mà cô bé này đã tử vong trong giấc ngủ hay không thưa bác sĩ? Dạ, yeah, thì đây này, trước khi mình trả lời câu này thì nó rất là hấp dẫn, cho nên thành ra mình phải dẫn dắt từ nó hơi chi tiết chút xíu đó Kim Hoàng. Yeah. Để dẫn dắt cho Kim Hoàng với quý vị khán giả theo dõi là động kinh như thế nào, mình biết cái động kinh chính thành, đó là cái danh từ nó rất là phổ biến ở Việt Nam mình, đó là cái epilepsy hay là seizure, hay là người Việt Nam thường nói giật kinh phong đó, mấy cái chuyện đó. Thì bây giờ á, cái động kinh thì nó nguyên nhân nó đi từ đâu? Thì mình trước khi giải thích cái đó thì là mình giải thích một chút xíu về vấn đề về não. Tại vì cái đầu của mình á, nó là kiểm tra tất cả mọi cái bộ phận trên cơ thể. Dạ, nó là cái trung ương mà cái đầu não mà. Cái đầu não đó. Thì đầu não nó như là những cái, nhất là cái vỏ não á. Bây giờ mình qua cái vỏ não chút xíu ha. Cái đầu nó có cái vỏ não. Thì cái đầu á, nó vừa ở bên ngoài là chất xám, ở dưới là chất trắng. Rồi sau đó cái đồi thị. Thì bây giờ cái đầu của mình á, người thì nó sơ qua là cái có cái bán cầu trội. Tức là bây giờ Kim Hoàng với bác sĩ với các quý vị nghe đài coi đài á, thường thường là đa số mình thuận tay phải không, cha mẹ thuận tay phải không, rất khoảng là 80% là thuận tay phải mà 20% thuận tay trái thôi. Giả sử bây giờ người thuận tay phải đi thì là cái bán cầu não trội dominant hemisphere đó thì nó là ở bên tay trái. À, có nghĩa là tất cả những cái mà rối loạn về vận động, rối loạn về ngôn ngữ, rối loạn về hiểu biết, rối loạn về thông minh nó nằm bên trái. Giả sử như cái người mà bị liệt tay phải á, chân phải thì là bán cầu trái nó trội cho nên nó bị tổn thương. Như vậy thì mình để ý tới cái bán cầu trái đi,
Tại tại vì đa số người thuận tay phải, còn trường hợp như là Bill Clinton chẳng hạn là thuận tay trái thì bắn cầu của ông ta là thuận tay là bên phải. Có nghĩa là nó cứ là nghịch lại, nó là kéo. Tại vì sao? Tại vì cái vỏ não nó có chia ra làm nhiều vùng lắm. Nó nhiều vùng là thứ nhất là nó phía từ cái từ trán nè, từ trán có cái rãnh ở giữa nào, rồi Rolando phía trán đi phía trước là dùng vận động. Thì vận động nó chia ra nhiều, gọi là vận động tinh tế, vận động bình thường, rồi sau cái rãnh phía sau đính á là cái cảm giác. Đó, rồi cái vùng thái dương á thì đó là cái vùng nghe nói rồi hiểu biết rồi dân dân, còn cái vùng chẩm là dùng về thị giác. Đó, nên mình nói chung là mình nghĩ là vậy đó. Thì bây giờ cái động kinh nó là bình thường là mình hoạt động, thí dụ như là ăn cơm hay là đi chơi hay là làm gì đó, nếu mà có chuyện gì xảy ra hay stroke chẳng hạn, biến chứng của một cái thùy nào bên phải thì nó sẽ gây lên một cái tình trạng là khó nói, khó nghe, rồi đa hay là có thể nói là mất ngửi chẳng hạn như vậy. Thì cái động kinh nó cũng là nó, cái đường đó là trung tâm của cái tế bào não trên đó, nhưng mà cái đường dẫn truyền của nó là quan trọng nữa. Cái đường dẫn truyền từ trên á thì đây từ vận động thì từ bán cầu mà ở thị trán á thì nó trước rồi Rolando nó đi xuống tới cái hành não nó bắt chéo, cho nên nó 70% nó bắt chéo, cho nên thành ra là nó đối diện với cái cảm giác, đối diện vận động và cảm giác cũng vậy, cảm giác nó dẫn xuống tới cái tủy sống nó mới bắt chéo, có nghĩa là nó đối bên. Và bây giờ thì đối với những cái người mà như vậy, cái đường dẫn truyền của nó là khi nào nó dẫn truyền thì mình nói thêm một chút xíu nữa là những cái tế bào và cái âm dương điện tính á, tức là trên cái trong tế bào á thì nó có cái calcium rồi những cái anion, tức là những cái potassium và sodium thì nó trao đổi với nhau á, thì nó nghe cái tích điện thì nó thật đưa đến cái đường dẫn truyền, tức là cái điện của mình á nó phải thay đổi cái điện tích của hai mặt tế bào trong và ngoài của tế bào thần kinh thì nó dẫn truyền. Thì bất cứ mỗi cái tổn thương trên vỏ não, tổn thương trên đường dẫn truyền thì nó sẽ gây ra động kinh. Đó, thì đó là nguyên động kinh. Như vậy thì đối với một đứa bé mà nó động kinh mà mình thường thường là từ 1 tới 10 tuổi đó, đa số là 50% mắt, thì mình coi nó có nhiều cái loại động kinh lắm. Ví dụ động kinh từ nhẹ cho tới nặng. Ví dụ nhẹ nó gọi là động kinh cục bộ. Động kinh cục bộ là động kinh mà ví dụ như đứa bé nó vẫn tỉnh như thường, nhưng lâu lâu cái nó đứng đi học 3-4 tuổi nó đứng nó nhìn cô giáo một cái đó. Nhiều khi cô giáo nó không tập trung rồi trách nó, nhưng sự thật nó là động kinh đó, nó là cái thiệt. Hoặc là nó tự nhiên nó méo mặt, nó như tích vậy đó, nó cũng vậy. Hoặc là nhưng mà những cái biểu hiện như thế này nó chỉ xảy ra trong một thời gian vài giây thôi hả bác sĩ? Vài giây là nó cục bộ thôi, tại vì nó ảnh hưởng cái vỏ não, tại cái dùng vỏ não của nó về chẳng hạn như về các dây thần kinh đó, ví dụ như là thần kinh mặt chẳng hạn, hay là thần kinh mắt, hay là thần kinh về mũi, hay là thần kinh miệng, thì nó là những cái dây thần kinh đó nó làm cho đứa bé nó kích động cái chút xíu, nhưng mà nó tỉnh cho nên cô giáo nói là nhiều khi nó giả giờ, nó không tập trung, nó học đường học, nó nhìn một bạn đó là nó không có thay đổi gì đâu cơ. Như vậy rất khó để phát hiện một đứa trẻ rất là khó để phát hiện. Rồi nó có dạng thứ hai nữa, động kinh cục bộ mà tổng quát, tức là lúc đó nó hơi bất tỉnh, tức là nó cũng là cầm cái tay, cầm cái viết nó tự nhiên nó rớt xuống rồi xong đó, rồi hay là nó tự nhiên nó té xuống, nhưng mà nó lúc đó nó hồi phục liền một phần nó thôi, tại vì do cái vỏ não vận động nó một vùng đó thôi, nó bị kích động một vùng đó thôi. Thì đó là động kinh cục bộ nhưng mà tổng quát. Nhưng mà cái loại thứ ba nữa đó, thứ ba là nặng hơn, là động kinh toàn thể luôn, tức là cái loại này là thấy rất là nguy hiểm nè. Tức là nó có 4 giai đoạn, tức là giai đoạn đầu tiên là giai đoạn báo hiệu, thì báo hiệu cũng như gọi là aura đó, nó cũng dấu hiệu, ví dụ như bệnh nhân là liếc mắt rồi nhai rồi méo miệng hay là tê tay tê chân một tinh thôi, nó kích động đó, rồi sau đó rồi nó co cứng lên trong giai đoạn vài ba giây thôi, thoáng bệnh nhân cũng biết nữa, thoáng lên một cái á thì là cứng người lên, nên là tonic tức là cứng, gồng cứng lên khoảng chừng 30 giây hay 1 phút vậy thôi, rồi tới tonic tức là giật, bắt đầu giật cái giật khoảng 3-4 phút vậy đó, giật xong rồi cái là xả ra, tức là giai đoạn thứ ba là giật ha, giai đoạn xả ra là relax, tức là lúc đó là mềm luôn, rồi cái cơ nước bọt trào ra, các cơ dòng mở ra, tức là lúc đó là đi tiểu quần không biết luôn, tức là cái cơ dòng mở ra luôn đó. Đó thì trong giai đoạn nó kéo dài có thể 10-15 phút, bệnh nhân không biết, unconscious. Thì cái thứ ba này nghĩa là cái nguy hiểm nè. Cho nên mình muốn báo động là ba cái
ba cái giai đoạn đầu á là nhẹ thì mình phải để ý, nhưng mà tới giai đoạn ba đó là nặng thì cái đó, nhưng mà nó cũng đặc biệt lắm, để hồi nữa ba bác sĩ nói. Có nghĩa là những người mà bị bệnh động kinh ở mức độ nặng là họ đã từng trải qua những cái giai đoạn nhẹ rồi, nhưng mà họ không có chú ý, họ không tự phát hiện ra được, cho có nên thể, nó mới dẫn đến cái trường hợp nặng hơn. Dạ, có thể là họ trải qua những trường hợp nhẹ mà họ không biết, hoặc là những trường hợp nhẹ họ kéo vĩnh viễn luôn. Nhưng mà nói chung á là cái trường hợp mà nó gọi là không động kinh mà không biết á, không biết nguyên nhân á, thì thường thường là động kinh là đúng 4 giai đoạn, tức là tonic, clonic, nó rõ ràng nó là răng meo, tức là động kinh toàn thể, răng meo lúc đó là bất tỉnh, bệnh nhân không biết gì hết. Nhiều khi bệnh nhân mở mắt ra cái thấy là mình thấy toàn là sân ăn mấy người cấp cứu xung quanh đó, không ạ? Mấy người ambulance đã tới, hoặc là cha mẹ hay là vợ con người ta chứng giám vậy thôi. Chứ là ta rất là hốt hoảng, cái giai đoạn nó rất là hốt hoảng. Như vậy thì nếu như mà không chữa trị kịp thời trong những cái trường hợp nặng đó thì cái nguy cơ cao nhất nó là gì thưa bác sĩ? Đó thì mình thấy rằng là nếu mà người nào mà bị động kinh đó mà không biết được tới cái giai đoạn mà gọi là tonic clonic seizure đó, hay là răng meo á, thì cái nguy hiểm đầu tiên của họ là có thể họ chết tại chỗ. Thí dụ như họ đi làm công việc ở máy móc chẳng hạn, họ rơi vô cái máy là xong rồi. Hoặc họ là đi làm trên cái độ cao, chẳng hạn như xây nhà cửa đã cao, rớt xuống cái cũng tiêu luôn. Hoặc họ đi giữa đường, họ té xuống thì xe cán cũng tiêu luôn. Hoặc họ đi tắm, họ đi bơi thì cũng mệt nữa. Hoặc họ là cooking, nấu cooking á, tức là họ rơi xuống cái là xong. Nhưng mà cũng rất là may mắn á, là thường thường là vậy đó, thì có người chứng giám. Thường thường là họ không biết đâu, họ cũng như một cái cơn gây mê vậy đó. Mình nếu mà quý vị nào đã có mổ rồi đó, thì khi chích thuốc mê vô cái mê vậy đó, thì họ cũng hoàn toàn không biết cái gì đã xảy ra, mình trong đó là mất tỉnh luôn, unconscious mà. Thì cái giai đoạn đó thì nó gây ra cái đó. Nhưng mà nếu mà không điều trị lâu dài đó, thì nó sẽ đưa đến tình trạng là động kinh nó kéo dài. Thì nó có nhiều cái biến chứng lắm. Ví dụ như là bệnh nhân lo lắng, bệnh nhân cảm thấy mắc cỡ, rồi khi đi tiểu trong quần gì không tự nhiên mình xong đó là bao nhiêu người sau khi động kinh vậy, bao nhiêu người ta tập hộp, người ta cấp cứu mình, rồi xong đó mình tự nhiên thấy ướt quần, đó là cái mắc cỡ thôi. Rồi lo lắng, trầm cảm, depression, và có thể nói rằng là có thể là nhiễm trùng khác nữa, cái triệu chứng khác, nhiễm trùng hay là viêm phổi hay là nhiễm trùng tiểu, nó có nhiều chuyện đó. Nhưng mà cái vấn đề mà đột tử á, thì nó cũng rất là hiếm, rất là hiếm trong trường hợp này. Nhưng mà để mà cái cách đề phòng là sao đó. Như vậy trong những cái trường hợp mà những cái người họ bị động kinh như vậy đó, nếu mà cái tần suất nó xảy ra thường xuyên đó thưa bác sĩ, thì có những cái phương pháp điều trị gì để nó hạ giảm cái việc bị động kinh như thế này đối những người bị nặng hay không? Thì đúng rồi, là khi mà cái động kinh mà nặng như vậy đó, thì đương nhiên là mình, nếu mình biết trước là những cái cơn mà nhẹ thôi, ví dụ như là báo hiệu cho cái tê tai, tê chân, liếc mắt, hay là nó gọi là động kinh cục bộ mà một phần thôi đó, hoặc là toàn phần cũng vậy, thì là cha mẹ hay là bà con hay là cô giáo, thầy giáo là báo trước, thì lúc đó là người nhà mới đem đến bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình sẽ đương nhiên là sẽ đã chuyển tới bác sĩ về đặc biệt. Thì bác sĩ đặc biệt đó là neurologist, neurosurgeon, thì người hiện giờ ở Úc này họ rất là để ý cái hội động kinh, nó có vô một cái hội động kinh, thì họ sẽ có những cái thử xét nghiệm về máu nè, rồi họ xét nghiệm về đo về mạch não đồ, hay là họ đo CT scan hoặc MRI, hoặc là đo về điện não đồ, tức là họ chấm vào những cái đầu để mà họ coi được những cái dung độc ổ động kinh nào. Họ có thể là hội động kinh, hoặc là CT scan được để phát hiện ra được những cái như là u não, hay là dị dạng mạch máu não, hoặc là có đặc biệt là những cái chấn thương đó, mấy đứa bé mà chấn thương từ nhỏ rồi đó, ví dụ như mà mới sinh ra mình đâu có biết sinh khó chẳng hạn, như sinh đứa con đầu tiên đó, khi mà cái cổ tử cung nó không mở, nó đè ép vào xương sọ đó, nó chảy máu vào dưới màng nhện, hay là những cái chấn thương nhỏ, hay là mấy đứa té trong nhỏ mình đâu có biết, nó té nó dập đầu, hay là những cái đứa mà tantrum á, ở đứa trẻ nhiều khi là 2-3 tuổi, nó thường thường nó giận quá, nó lấy đầu nó đập vô cái đầu á, cũng vậy. Hoặc là cái quan trọng lắm đó mà quý vị ta không biết nè, là do cái febrile convulsion đó, tức là những đứa bé mà khoảng 1-2 tháng 3 tuổi á, thì nó bị sốt 38-39 độ, nhất là nhiễm virus nè, hay là covid nè, nó nhiễm, thì chúng ta quên là chúng ta không có cho thuốc cho cháu, ví dụ như là
Panadol hay là Banamex hay là Nurofen vậy đó, thì về sau này nó sốt vậy, nó co giật cái này đó, thì nó tổn thương của nó là tổn thương do thiếu oxygen của não trong toàn thể cái não, thì nó gây động kinh. Hoặc là nó về sau này có những cái động kinh mà đứa trẻ nó gọi là hội chứng West á, tức là khoảng chừng 3-4 tháng thôi thì nó tự nhiên nó động kinh, nó gặp lại như con dao nhíp vậy đó, những đứa bé vậy đó, thì mình thấy rằng đó là những cái mà mình phải đưa đến bác sĩ để bác sĩ theo dõi, để mà ngăn ngừa, để cho thuốc động kinh. Nghĩa là những cái thuốc uống thôi bác sĩ ha, thuốc uống để hạ giảm những cái cơn động kinh đó à? Đúng rồi, thì cái không phải là đầu tiên vô á, thì không phải là cái cơn động kinh đầu tiên là không khỏi cần thuốc uống, nhưng mà khi mà động kinh mà có thể nó là 2 hoặc 3 lần trong vòng 3 tháng 2 tháng tới 6 tháng á, thì người neurologist sẽ cho cái thuốc chống động kinh. Thì nói chung cái thuốc chống động kinh là rất là quan trọng cho mình phải uống á, là thường xuyên uống, thường xuyên tức là không có được bỏ nha. Tại thuốc động kinh nó cũng như thuốc tiểu đường vậy đó, mình cho nó, tại vì nó có nhiều cái loại thuốc động kinh để là nó theo cái cơ chế mà của những cái chất mà gọi là truyền dịch, là chất GABA đó, tức là cái chất mà dẫn truyền á, hoặc là nó thay đổi vào cái potassium sodium, thì có nhiều loại lắm, dilantin, teratol, rồi là lactin, mấy cái thứ đó rất là nhiều. Thì đó là các bác sĩ gia đình và các bác sĩ đặc biệt sẽ cho, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta phải cho thường xuyên và theo dõi, chứ chúng ta không có được tự động mà chúng ta mà ngừng cái thuốc vậy á, thì cũng rất là nguy hiểm đó chị Ngọc. Dạ, có nghĩa là uống thuốc nhiều để cho cái hệ thống thần kinh của mình nó không bị căng thẳng, và mình sẽ giảm được cái tần suất mà mình bị bệnh. Đúng rồi, quan trọng nhất là giảm tần suất bị bệnh. Chứ nếu mà bị co giật liên tục như vậy á, thì nó sẽ đưa đến một cái tình trạng rất nguy hiểm là co giật tới chết. Thì cái trong cái trường hợp mà cái cháu mà ở Jolon đó, thì là phía hồi xưa họ trẻ, lúc trẻ đó, thì nó bị động kinh 1-2 lần, mà có lẽ là không biết là cha mẹ có cho uống thuốc đủ hay không, phải điều đủ hay không, đó là rất rất là quan trọng, phải thuốc đủ để mà cho duy trì cho cháu, đừng có bỏ qua. Nhưng mà nó ngoài ra nó nhiều khi thuốc không nó cũng lờn nữa, chứ không phải là một thuốc đó là được đâu, nhiều khi mình phải đổi thuốc. Ví dụ nó đầu tiên là thuốc về dilantin, rồi sau nó chuyển qua teratol, rồi chuyển qua một cái thuốc khác là lactin đó, những cái thuốc nó thay đổi nhiều thì cái bác sĩ đặc biệt sẽ theo dõi, và đặc biệt là chúng ta phải theo dõi và 3-6 tháng chúng ta phải thử cái nồng độ thuốc như thế nào nữa để mà chúng ta thay đổi thuốc, chứ không phải là cái câu chuyện và cái trong cái câu chuyện mà người mẹ chia sẻ về cái đứa bé 13 tuổi mà đã bị chết đột ngột trong giấc ngủ, thì họ nói là cái thời điểm 5 tuổi là bắt đầu những cái cơn động kinh đầu tiên xuất hiện, nhưng mà cái trường hợp nặng như bác sĩ vừa mới nói là nó chỉ xảy ra 4 năm sau đó, có nghĩa là khi đứa bé này bước sang cái tuổi thứ 9, thậm chí là có nhiều ngày bé đã bị giật động kinh đến 11 lần. Nhưng mà trong những tháng vừa qua trước khi bé qua đời thì cũng đã đi khám chữa bệnh rất là nhiều nơi, nhưng mà lại không có được một cái phương thức điều trị nào để mà nó hạ giảm cái tần suất bị bệnh hết, thưa bác sĩ. Đây là một cái trường hợp nó cũng khá nan giải cho y khoa. Đúng như vậy. Thì đúng là cái trường hợp này mà nó động kinh mà 10 mấy lần trong đó thì thường là nhập viện, chứ không dám cho ra ngoài về nhà đâu. Tại vì phải theo dõi thường xuyên. Theo dõi nếu mà động kinh mà trên 5-6 lần như vậy thì người ta có cái phòng đặc biệt, người ta theo dõi như là cái computer, người ta theo dõi ngày đêm đó Kim Hoàng, người ta theo dõi như computer vậy đó, thì người ta dõi. Tại vì cái chết của nó là nó do hai cái yếu tố. Thứ nhất là khi mà co giật, cái lúc mà nói là aura đó, tức là đứa bé nó cũng không biết đâu, tức là cái báo hiệu đó, không biết. Mà tonic á, quan trọng cái tonic là quan trọng là co cứng á. Nên khi mà co cứng thì toàn thể cơ co, toàn thể khí quản co, tức là oxy ra đâu có được. Mà nó nếu mà cái co tonic mà nó kéo dài chừng 1-2 phút mà tới 6 phút là não chết rồi. Đó. Rồi tonic rồi sau đó nó co giật nữa. Thì dân co giật nữa thì nó trào lên cái thức ăn trong cơ thể nó, rồi nó vô phổi lần thứ hai nữa. Tức là trong dạng tonic á, giật á. Đó. Rồi cuối cùng nữa là nó relax ra. Nó relax là lúc nào ối ra rồi cũng thể vô cái lúc đó nó nằm mê hay là tiêu trong quần á, thì nó đưa đến cái đó là do cái thời gian động kinh nhiều quá mà nó kéo dài ban đêm mà chúng ta không biết. Nếu mà có theo dõi trong bệnh viện thì có thể thấy được, có thể biết được trước là thông khí quản hay là hồi sức làm CPR thì được. Cái điểm thứ hai nữa đó, có thể là khi mà kéo dài như vậy nó đưa đến tình trạng rối loạn cơ tim,
Trong cái mà khi mà bị như vậy đó, thường thường là cái tim á nó đập nhanh, nó loạn nhịp đi, loạn nhịp, và đó thường thường là do cái tachycardia, nó gọi là tachycardia là tim đập nhanh. Ví dụ bình thường mình là 70-80 lần/phút, có thể 140-160, nhất là những đứa bé đó, hoặc là những cái rối loạn nhịp chậm hay là AF như đó. Và đặc biệt nếu mà ECG đó là cái QT của nó, đi trên ECG nó có đoạn nó kéo dài ra, thế là bệnh nhân rất là nặng trong cái giai đoạn mà động kinh vậy. Nếu gì chết thì có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do co thắt của khí quản khi mà động kinh kéo dài mà không được chứng kiến để mà hồi sức liền. Cái thứ hai là do rối loạn cơ tim. Như vậy trong cái trường hợp này, theo phỏng đoán của bác sĩ là bé đã bị trong cái nguyên nhân nào, bị rối loạn cơ tim hay là bị vì vấn đề co thắt? Cái này thì có thể nói là cả hai luôn. Cả hai, tại vì cháu nó động kinh quá nhiều lần, 10-10 mấy lần như Kim Hoàng nói vậy đó, mấy 10 lần. Thì có lẽ là hai cái đó kết hợp, vừa bị co thắt, thiếu oxygen trên não quá 6 phút. Và thứ hai là rối loạn cơ tim, tim đập nhanh, sau đó đến ngừng tim luôn, tachycardia đó. Thì trong khi thống kê này đó, thì người ta nói là khi mà muốn chẩn đoán cái là SUDEP đó, tức là sudden uncertain death in epilepsy đó, thì người ta phải loại trừ hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chấn thương sọ não, và thứ hai là chết do ngộp nước. Ví dụ như một đứa bé mà nó chẳng hạn như nó té xuống mà nó đập đầu vô ở tường chẳng hạn, thì cái lúc đó là nó dập cái thân não và tế bào não ở ngay chỗ cái tê thể mà gọi là thể lưới đó, cái thân não đó, thì cháu nó chết, hay là do sưng não, phù não chết, hoặc là nó ngộp nước, như nó té xuống nước nó ngộp nước. Thì trường hợp đó người ta không có thống kê và cái vấn đề này, cho nên nghĩ là mà nó chết trên giường như vậy thì chắc chắn là loại trừ được hai cái chấn thương não và chết ngộp nước rồi. Như vậy là chắc chắn là do chết về do co thắt phế quản khi tonic, cái tình trạng mà tonic kéo dài, và thứ hai rối loạn nhịp tim. Như vậy thì cha mẹ với những cái bậc phụ huynh đang có con bị động kinh ở mức độ nặng như thế này cần phải chuẩn bị những gì để tránh xảy ra những cái trường hợp thương tâm tương tự, thưa bác sĩ? Cái này rất là quan trọng. Là bây giờ chúng ta phải theo dõi đứa bé từ nhỏ, như nãy mình nói đó, từ lúc từ 1-2 tuổi đã đi ra coi cháu á, đầu tiên là sinh có sanh khó hay không, có bị viêm màng não hay không, có nhiễm trùng não hay không, có sốt cao hay không, có cái để loại trừ và fora convulsion, rồi xong đó rồi là theo dõi, theo nói của thầy cô giáo cũng phải theo dõi, và đồng thời lại thuốc phải đến bác sĩ đặc bác sĩ gia đình, sau đó chuyển bác sĩ đặc biệt để đo cái ECG, nghĩa là điện não đồ, rồi cái CT scan, MRI, hay là mình đo mấy cái đó. Xong rồi đó là mình phải theo dõi, uống thuốc phải thường xuyên, và đồng thời nữa là phải có được sự theo dõi, mà nếu mà nhiều cơn động kinh như vậy thì đừng nhập viện và theo dõi computer luôn, tức là ở trong cái theo dõi về hàng đêm đó, cho nó chiếu lên để mà coi vậy. Đó là cái điểm đó rất là quan trọng. Và đồng thời nữa là cũng dạy cho gia đình, hay là khi mà cháu nó bị động kinh như vậy đó, thì phải làm sao, phải cấp cứu, phải làm sao để mà tránh á. Ví dụ như một cái đứa bé mà nó bị té xuống, hay người lớn cũng vậy, té xuống thì chúng ta cho đầu tiên á là nếu mà nhẹ thì chúng ta sẽ nó mới co giật vậy thì phải an ủi nó liền. Ví dụ cô giáo thấy nó tự nhiên nó động kinh cục bộ mà nhẹ thôi, nó liếc mắt hay là nó nhai mà nó tỉnh nha, thì biết là dỗ an nó, dìu nó ngồi xuống rồi an ủi nó cho nó không có bị mặc cảm. Hoặc là nó bị nó cầm cái viết hay nó rớt xuống vậy, hoặc nó không biết vậy, mình cũng phải dìu nó, mình phải tập nó. Còn những cái trường hợp mà nó té xuống vậy á, thì đầu tiên á là mình phải cho nó mình thoải mái, làm thoải mái lên cái đầu á, nằm nghiêng qua bên phải, nằm bên phải, rồi đồng thời nữa là cái cổ hơi ngửa chút xíu để qua cái cơn giật của nó, để nó ói ra, nó đi ra ngoài, chứ không có nên mà cái nhiều người Việt Nam chúng ta thường á là cứ dặn chanh vô miệng rồi nhét miệng rồi vậy đó, để làm vậy thì nó không có tốt, tức là không có làm gì hết á. Theo dõi, ví dụ khoảng trên 5 phút á, thì là chúng ta gọi ambulance. Nếu mà hôn mê mà trên 5 phút, tại nên 5-6 phút là có thể là chúng ta làm CPR liền. Có thể là cái chuyện khác hay là cái chuyện động kinh, nhưng mà chúng ta đừng đợi chờ lâu quá. Còn nếu mà để theo dõi nhịp thở và trái tim á, đó thì điểm là rất là quan trọng để mà theo dõi. Và đặc biệt là khi mà uống thuốc rồi đó, thì chúng ta phải cho cháu uống thuốc đều, chứ đừng có bỏ thuốc. Cái bỏ thuốc là rất là thể. Đặc biệt là những cái đứa bé mà thí dụ như nên xong đó rồi đó, thì mà chúng ta phải để ý cho nó, đừng có phải nhiều khi đứa như bé động kinh nó phải mang mũ sắt đi đến trường học luôn á,
Tại vì mình đâu có biết là nó té chút nào, nó đập đầu lúc nào đâu. Đó là cái chuyện rất là quan trọng đó, để theo dõi cháu. Từng suất bị động kinh như thế nào là cần phải nhập viện để mà theo dõi tại bệnh viện thưa bác sĩ, mấy ngày một lần? Thường là uống cái ta theo dõi, thứ nhất là động kinh lần đầu tiên á, thường thường phải theo dõi, chưa cho thuốc gì hết. Động kinh từ 2 tới 3 lần mà trong vòng 3 tới 6 tháng là bắt đầu cho thuốc. Rồi động kinh á, mà một tuần mà động kinh 2 tới 3 lần á, là phải nhập viện theo dõi thôi. Chứ nếu mà tiền cháu vậy mười mấy lần á, mười mấy lần trong một năm là quá nhiều rồi, là phải theo dõi đặc biệt rồi, chứ không có thể nào mà để bên ngoài. Tại vì phải làm sao mà trong một năm á, tối làm động kinh một hai lần là mới có thể để ở nhà. Vâng, và để chúng ta kết thúc cái chương trình này thì bác sĩ có những lời khuyên gì đối với những bậc phụ huynh đang có con cái bị cái loại bệnh này hay không thưa bác sĩ? Đầu tiên á, thì chúng ta nãy giờ chúng ta nói về nhiều về cách điều trị rồi như thế này, mà có thể là quý vị cũng không biết được một cái chuyện này là phẫu thuật. Tại mình cũng có tham gia phẫu thuật về động kinh cũng mấy chục năm trước á. Thì cái động kinh tổng quát là chúng ta không cần mổ, nhưng mà khi mà động kinh mà cục bộ á, thí dụ động kinh cục bộ như là động kinh của Private Jackson á, Thùy Thái Dương đó, thì thí dụ như động kinh yếu cái tay, yếu cái chân, hoặc là giật giật cái chân, giật cái tay, hay là giật thần kinh mặt khác, thì nó có cái phẫu thuật nó gọi là lobectomy, temporal lobectomy, là cắt cái thùy trán, cắt cái thùy trán, thí dụ nó bên bên phải là cắt thùy trán bên trái, cắt thùy thái dương, thì thái dương là temporal, mà temporal lobectomy là cắt cái đó là hết liền. Đó là một cái. Hoặc là người ta dùng những cái định vị mà laser đó, bây giờ người ta chiếu vào những cái ổ mà động kinh đó để cho nó hết. Đó là phẫu thuật nó có thể giải quyết. Nhưng mà khi cái động kinh mà toàn thể như là răng meo thì không có bộ, không có hộp phẫu thuật được, chỉ có dùng thuốc mà thôi. Đó là quan trọng. Nhưng mà bây giờ á, thì chúng ta phải nhất là chúng ta phải theo uống thuốc cho điều đặn nè, và đồng thời nữa là chúng ta phải không được bỏ thuốc giữa chừng. Và đối với đứa bé đó thì chúng ta cố gắng cho cháu ngủ đúng giờ, ngủ đủ là quan trọng lắm, đừng cho thức khuya quá. Bây giờ mấy cháu thường thường đi học khuya đó, thức 1-2 giờ khuya dậy bao rất là dễ cơ thể động kinh. Rồi thứ hai nữa là khi mà chúng ta để cho cháu mấy cái trường hợp mà về tâm lý tình cảm, những đứa cháu động kinh rồi đó, nó ưa mặc cảm lắm, tại nó xa lánh bạn bè, cho nên phải có một cái psychology, một cái an ủi cho cháu để mình cho cháu không có bị cái đó. Hoặc là đi ra ngoài thì phải đội mũ rồi tránh làm những cái những cháu như đi xa đường, nó ưa đi xa đường tắt, thì cái đó là, hoặc là những người lái xe đó là phải có mấy người lớn tuổi đó thì thường thường là không cho lái xe đâu, lái xe động kinh một năm mà có một hai lần là không cho bao giờ đóng ke. Mấy bác sĩ gia đình cũng biết đó, mà neurologist mà nó không có cho lái xe ra như vậy đâu. Đó quan trọng nhất là mấy đứa bé hiện giờ đó thì thường thường là coi computer nè, rồi coi máy mobile phone nè, thì chúng ta đâu có ngờ rằng là ngoài cái bệnh nó ra, cái nguyên nhân của nó là do kích thích ánh sáng. Kích thích ánh sáng nó vô là vô con mắt nè, rồi nó vô cái giận thùy chậm nè, thì nó cái khi mà kích thích ánh sáng như vậy ấy, thì nó rất là dễ động kinh. Nếu mà nó có tiềm nhãn động kinh là động kinh liền. Giả nhĩ như những cái độ chỗ nhảy đầm mà ánh sáng mà lé đó, đám cưới rồi đó, là cái chỗ đó rất là gây dễ động kinh. Nó là do cái ánh sáng. Hoặc là đối với mấy người lớn là hút thuốc với rượu là chắc chắn là mình phải bỏ thôi, bị mấy người mà động kinh đó là nó cái khả năng của nó rất là cao. Cho nên quý vị khi nào mà chỉ gì mà con cái á, cố gắng làm sao á, cho đừng có dùng computer nhiều. Nếu mà dùng computer nhiều, dùng máy nhiều, máy móc ánh sáng quá, nó tối ngày nó nhắm vô computer không, là cái khả năng động kinh rất là cao. Hoặc là ánh sáng mà chớp sáng nhiều quá đó là cái là những cái lời khuyên như vậy để mà chúng ta thể tránh liên quan của gì theo dõi từ PTD. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ đã cùng tham gia chương trình này, và hy vọng những thông tin bác sĩ cung cấp thì cũng là cho chúng ta được một cái nền tảng và để chúng ta có thể có sự chuẩn bị nếu trong gia đình có những đứa trẻ đang bị chứng bệnh động kinh như thế này, để tránh trường hợp thương tâm có thể xảy ra tương tự như bé gái 13 tuổi tại Geelong, Melbourne. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã cùng tham gia chương trình với Kim Hoàng. Dạ, cảm ơn Kim Hoàng và quý vị đã theo dõi. Dạ, cảm ơn. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình sắp tới.